liệt sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời. Lời Việt thương ngàn năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Cao Minh Nưng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Global TV. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình câu lạc bộ tình nghĩa gì Talk Show với Cao Minh Nưng và Minh Tuấn. Xin mời người điều khiển chương trình với Hưng là anh nhạc sĩ Minh Tuấn gửi lời chào đến quý vị khán giả. Thế anh. Một lần nữa Minh Tuấn hân hạnh kính chào quý vị khán giả của đài Global TV. Kính thưa quý vị khán giả, những chương trình trước Hưng có thưa là mục đích của câu lạc bộ tình nghĩa gì Talk Show của chúng tôi là nhằm giới thiệu những sáng tác mới, những khuôn mặt tài năng trong tất cả các lĩnh vực là âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa. Song song với đó, chúng tôi cũng giới thiệu những chương trình có tính chất như là văn học và những cái chương trình sinh hoạt cộng đồng với mục đích là nhằm phát triển, bảo tồn văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Kính thưa quý vị, thì trong thời gian gần đây, mặc dù mới câu lạc bộ tình nghĩa sĩ mới thành lập chỉ chưa đầy 2 năm, nhưng chúng tôi đã có những chi nhánh ở khắp mọi nơi, tỉnh Hoa Kỳ, cũng như ở nước là nước Úc, cũng như là ở châu Âu và một cái thành phố không xa lắm, quận Cam chúng ta, đó là ở San Diego, chính là nhạc sĩ Minh Tuấn ở đây. Và cũng biết là ở San Diego cũng rất nhiều những tài năng, anh chị em các nhạc sĩ cũng đến với hội San Diego. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng được chào đón một vị khách đến với chương trình. Anh là một người ngoài cái giọng hát rất là truyền cảm, rất là hay mà anh đã được nghe những giọng hát anh trước đây. Anh cũng là một người có trái tim rất là nồng hậu với những trẻ em mồ côi, khuyết tật ở Việt Nam. Xin mời ca sĩ Minh Triển gửi lời chào đến quý vị khán giả thưa anh. Minh Triển xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Global TV. Minh Tuấn xin cảm ơn anh Cao Minh Hưng. Dạ. Minh Tuấn xin được giây phút để giới thiệu người ca sĩ của San Diego. Kính thưa quý vị, Minh Triển là một ca sĩ rất là nổi tiếng ở San Diego. Anh lúc nào cũng tham gia tất cả những công tác sinh hoạt cộng đồng mà của Minh Tuấn cũng như tất cả mọi người tổ chức. Đặc biệt anh là một ca sĩ hàng đầu của câu lạc bộ tình nghệ sĩ San Diego. Tất cả những show của câu lạc bộ tình nghệ sĩ anh đều tham dự hết. Tuấn được biết hồi nãy có nói chuyện với anh là anh Minh Triển bắt đầu hát từ hồi 3-4 tuổi luôn phải không anh? Không. Còn bé như vậy mà hát rồi. Yeah. Xin anh cho biết kể lại cái chuyện hồi nãy anh em mình nói chuyện chơi vậy. Hồi nãy đùa chứ Minh Triển lúc bắt đầu hát lúc đầu tiên là khoảng chừng 90 tuổi. 90 tuổi lần rồi. Dạ, 90 tuổi. Nghe nó phải bắt ghế leo lên. Anh Minh Triển là một người rất là yêu thích văn nghệ. Vậy thì anh có thể nói sơ qua về lý do nào anh lại yêu thích nhạc là ca hát như thế nào, chia sẻ anh tí nữa. Chắc có thể là cái đam mê của Minh Triển từ bé đó anh. Đam mê từ đó thì là tới bây giờ thì cũng cái đó là cái thú luôn anh. Đặc biệt Minh Tuấn nói Minh Triển là ca sĩ Boston của San Diego, anh hát nhạc Boston rất là mùi, rất là chỉnh, rất là hay. Thành ra tất cả những show mà gia vũ mà Minh Tuấn tổ chức là đều phải nhờ Minh Triển hát nhạc Boston hết là. Vậy là Minh Triển đã từ hồi đến Hoa Kỳ là anh bắt đầu định cư ở San Diego hay là? Dạ, từ đó ở đó tới giờ luôn anh. Anh có thể chia sẻ thêm về những cái bước đường trong sinh hoạt văn nghệ anh, thế là anh bắt đầu anh đã hát từ Việt Nam hay là qua đến đây định cư bắt đầu anh mới tham gia văn nghệ? Actually bên Việt Nam hồi lúc bé là Minh Triển đã thích hát rồi. Dạ. Nhưng mà qua đây trong thời gian đầu tiên thì Minh Triển không có hát. Dạ. Rồi sau này thì dòm thấy những cái hội đoàn người ta tổ chức nhạc đó rồi Minh Triển mới cảm thấy vui thích, thành ra mới hát theo mấy cái hội đoàn. Dạ. Kính thưa quý vị, Minh Triển là một ca sĩ nghĩa là chương trị Boston, nhưng mà hôm nay tôi muốn mời Minh Triển lên đây là để nói tới là cái người ca sĩ này có một cái tâm rất là lớn. Anh là rất là yêu mến những trẻ em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam. Xin anh Minh Triển cho biết là lý do gì mà anh lại thích những cái làm những công tác từ thiện để giúp cho những em trẻ mồ côi Việt Nam vậy? Thực tế ra Minh Triển cũng không hiểu, cũng có thể là Minh Triển mồ côi cha từ bé. Rồi cái động lực đó khi mà Minh Triển về Việt Nam nhìn thấy những đứa bé mồ côi đó là giống như Minh Triển nhìn thấy hình dáng của mình trong những đứa trẻ đó, thì nên Minh Triển mới làm chuyện này lên. Tức là anh bắt đầu cái chương trình giúp đỡ trẻ em mồ côi từ năm nào vậy? Xưa thì Minh Triển làm từ lúc 1997, là lúc đó mình làm trong cái phạm vi khả năng của Minh Triển thôi. Rồi sau này thì thấy cái nhu cầu nó đòi hỏi nhiều quá, rồi Minh Triển mới về động viên với bạn bè cũng nó hối thúc Minh Triển thôi lập một cái hội đi để mà
bạn bè giúp được cái gì giúp. Thì Minh Triển thành lập một cái hội. Thì được biết là trong 10 năm đầu đó, Minh Triển làm việc với một tính cách cá nhân, với số bạn bè giúp đỡ. Minh Tuấn được Minh Triển chia sẻ là một câu chuyện rất là hay. Minh Tuấn chia sẻ cùng quý vị là Minh Triển có một cái 13 trẻ mồ côi trong cái nhà mồ côi ở trên núi. Mà nghe nói trên núi mà muốn đi học là phải đi xuống tới dưới đó xa lắm, phải không anh? Dạ đúng anh. Dạ, Minh Triển có hỏi người đó là mấy em này có được ăn học gì không? Thì cái người nuôi đó nói là có cơm cho mấy em ăn là quý lắm rồi. Thì Minh Triển mới về nhà nghe nói là xuất lấy tiền túi mình là 45.000 để xây một cái nhà tình thương ở dưới núi cho mấy em đó xuống núi ở đang được ăn học. Thì xin anh chia sẻ thêm về cái nhà tình thương của anh cho tới bây giờ như thế nào ạ? Dạ, cũng như anh đã biết ở Việt Nam mình có nhiều nhà tình thương lắm em. Nhưng mà cái nhà tình thương của mà Minh Triển đang làm nó đặc biệt là tại nó trên đỉnh núi, từ chân núi lên nó tới 3 cây số là mà dốc núi dựng đứng. Thành ra ở trên núi đó thì Minh Triển tình cờ nhận được của tờ báo của bên Việt Nam trên online đó, Minh Triển mới đọc. Rồi Minh Triển mới đi theo cái tờ báo đó, địa chỉ đó, Minh Triển mới về đến lên đỉnh núi đó. Thì những cái gì trong thông báo đó đúng như sự thật như Minh Triển nói. Cái đó là vùng nào vậy? Ở núi Cấm, Châu Đốc anh. Và có một bà cụ ra 72 tuổi nuôi 13 đứa trẻ. Và có một người con nuôi cũng bằng tuổi Minh Triển, chỉ có hai mẹ con thôi mà nuôi 13 đứa trẻ mồ côi. Minh Triển nhìn thấy cảm động quá. Rồi Minh Triển mới nói với bà cụ là tương lai của đứa bé, bà cụ có thể cho con biết tương lai của đứa bé được đi học ở đâu không? Bà cụ mới nói với Minh Triển là bà cụ chưa bao giờ mơ được cái giấc mơ mà được cho tụi nó đi học cả. Chỉ được có cơm ăn hàng ngày đó là bà cụ vui lắm rồi. Thì mình cảm thấy xúc động quá, rồi mình Minh Triển âm thầm mới về là gom góp những cái gì mà Minh Triển có thì làm những cái gì cần thiết cho những đứa bé đó. Tức là trong những năm vừa qua là nó bắt đầu giúp đỡ các em để có chỗ để nương tựa, có thể đến trường được. Thì với những cái chương trình như vậy thì trong tương lai có dự định là sẽ kêu gọi thêm các mạnh thường quân, là những anh chị em tới ca sĩ đến để giúp đỡ anh thêm một tay không thêm? Đó là Minh Triển cũng đã dự tính từ đầu là mỗi năm Minh Triển sẽ tổ chức một cái show vậy để kêu gọi những cái lòng hảo tâm cũng như mạnh thường quân cũng như các ca sĩ có một tấm lòng hướng về những đứa trẻ mồ côi và giúp cho Minh Triển một tay đã cho mấy đứa trẻ được có một nụ cười tươi sáng hơn anh. Minh Tuấn biết là trong 10 năm đầu mà khi anh hoạt động một cách cá nhân đó, anh cũng đi cũng khắp nơi từ miền Bắc xuống miền Nam. Trong cái video clip hồi nữa mà chiếu cho coi thì tôi cũng thấy là anh ghé Bùi Chu, anh ghé những cái, có những buổi khám bệnh cho đồng bào, anh có thể chia sẻ thêm mà phát gạo, phát mì, tôi cũng thấy. Bất cứ Minh Triển về mà nghe một nơi nào có một hoàn cảnh khổ, đồng bào hay là trẻ mồ côi, thì trong phạm vi khả năng của Minh Triển là mình sẽ làm hết. Minh Triển không có ngại cái gì hết, không ngại đường xa xôi. Cũng như là ở ngoài Bùi Chu là một cái nơi mà Minh Triển chưa bao giờ biết tới. Mà nghe nói có, ở đó có một cái nơi khổ lắm là Minh Triển đi liền. Anh như vậy là trong cái khoảng 10 năm đó anh về Việt Nam bao nhiêu lần tất cả? Thì trung bình là mỗi một năm Minh Triển về một lần. Có khi một năm về hai lần. Rồi về bên đó có người nào nó để dẫn dắt anh đi tới những cái chỗ đó hay là anh làm sao để anh biết được những cái... có, thì Minh Triển ở bản có quen với một người làm trong đài truyền hình. Họ làm chuyên về những đứa trẻ bất hạnh, gọi là vượt lên số phận. Vượt lên số phận thì những cái người đó có một số nhân viên, họ đi đến những cái nơi mà có những cái trẻ cần sự giúp đỡ, thì những cái nơi, những người đó có một thông tin là đưa cho Minh Triển. Minh Triển đi ra một cái list, đến ngày đó Minh Triển có chuyến về là Minh Triển đi đến cái điểm đó. Minh Triển giúp tận tay đưa những cái món quà mà đồng bào ở đây đưa cho Minh Triển, Minh Triển tận tay đưa cho họ chứ không qua một trung gian nào hết. Thì từ miền Bắc tới miền Nam là chỗ nào anh cũng đi hết rồi. Hình như là vậy. thì thấy anh thấy bên đó là chắc có rất nhiều trại mồ côi hay những cái chỗ mồ côi như vậy á, thì khi mà anh đi Quỷ Lạo gì thì anh cảm thấy như thế nào, cái đời sống bên đó như thế nào? Hay là thực tế ra nó khổ lắm, nhưng mà những cái diễn tả bằng cái lời nói là nó không bằng được cái gì mà mình xác thực mình thấy được tận mắt mình được đó anh. Kính thưa quý vị khán giả, thì qua những lời tâm tình của anh Minh Triển như vậy thì biết là không chỉ là 13 trẻ em nghèo như vậy ở cái nhà tình thương mà rất là nhiều những trẻ em ở Việt Nam rất đang cần cái sự giúp đỡ của chúng ta. Thì với cái chương trình để gây quỹ giúp những trẻ em mồ côi và khuyết tật ở Việt Nam như vậy thì nghĩ là với tấm lòng của anh Minh Triển thì tất cả quý vị sẽ rất là mở tấm lòng để cùng anh Minh Triển một tay để giúp
Thì những cái chương trình như vậy thì theo anh thì anh thấy là khi mà anh kêu gọi những ca sĩ, nhạc sĩ đến thì cái sự ủng hộ của anh em nghệ sĩ như thế nào thế? Dạ, nếu sẵn tiện hôm nay thì Minh Triển cũng xin thay mặt tất cả anh em trong hội. Dạ, Minh Triển rất cảm ơn ca sĩ Nguyên Khang, một người ca sĩ có tiếng và một người có rất cái tâm rất là lớn. Khi mà Minh Triển gọi điện thoại nó nhờ mà Nguyên Khang có thể đến để mà giúp cho chương trình cho trẻ em mồ côi. Nguyên Khang nói anh Triển yên tâm, Nguyên Khang sẽ giúp hết. Hết lòng của Nguyên Khang. Thì kính thưa quý vị khán giả, như Minh Tuấn và anh Minh Triển vừa mới nói khi nãy thì chúng ta sẽ được dịp để nhìn thấy những cái hoạt động của anh Minh Triển qua một cái video clip mà chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán giả, để sau đó quý vị có những cái khái niệm về những hoạt động của anh ở Việt Nam. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Nắng chợt mưa, gió chớm thu về chiều vàng ngập lá me bay. Nhớ những khung trời màu xanh du lời tình tự, nhớ những tên trường Sài Gòn thời hoa niên. Nhớ bước em về Sài Gòn ngập nắng dịu êm, nhớ tiếng em cười Sài Gòn một thuở thanh xuân. Nhớ những đêm trường đường tình lạc lối trăng sao, em Nguyễn Ba Tòng mùa về đi trong nỗi nhớ, em Lê Văn Duyệt đường chiều mây tím giăng giăng, em gái xanh buồn tình nồng say trong gió lộng, em gái đảo mùa thu vẫn vương giọt sầu. Qua những tháng ngày Sài Gòn mênh mang niềm nhớ, phương mang bóng hình một chiều hoa nắng thôi. Một thời áo trắng dệt mơ, tiếc những phố phường Sài Gòn dệt hoa đăng, tiếc mãi một thời Sài Gòn sợi nhớ sợi thương. Nuối tiếc con đường Sài Gòn lòng gió muôn phương, luyến tiếc ngôi trường Sài Gòn xanh túi mộng mơ. Nhớ những tên trường Sài Gòn thời hoa niên, nhớ bước em về Sài Gòn ngập nắng dịu êm, nhớ tiếng em cười Sài Gòn một thuở thanh xuân. Nhớ những đêm trường đường tình lạc lối trăng sao, em Nguyễn Ba Tòng mùa về đi trong nỗi nhớ, em Lê Văn Duyệt đường chiều mây tím giăng giăng, em gái xanh buồn tình nồng say trong gió lộng, em gái đảo mùa thu vẫn vương giọt sầu. Qua những tháng ngày Sài Gòn mênh mang niềm nhớ, phương mang bóng hình một chiều hoa nắng thôi rơi, em gái trung thu ngập ngừng đi trong mưa bụi, em Nguyễn Thượng
miền, một thời áo trắng dệt mơ, tiếc những phố phường Sài Gòn dệt hoa đăng, tiếc mãi một thời Sài Gòn sợi nhớ sợi thương, nuối tiếc con đường Sài Gòn lòng gió muôn phương, luyến tiếc ngôi trường Sài Gòn xanh túi mộng mơ, nuối tiếc con đường Sài Gòn lòng gió muôn phương, luyến tiếc ngôi trường Sài Gòn xanh túi mộng mơ, nuối tiếc con đường Sài Gòn lòng gió muôn phương, luyến tiếc ngôi trường Sài Gòn xanh túi mộng mơ. Ngày sinh từ bốn phương trời về nơi đây cùng vang lời, lời Việt thương ngàn năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Cảm ơn quý vị vừa mới theo dõi một vài cái hình ảnh mà anh Minh Triển cùng những cái người trong cái hội của anh về Việt Nam. Thì được biết là cái hội này gọi là Quỹ giúp trẻ em mồ côi và khuyết tật ở Việt Nam. Và Minh Triển cũng là người đã bảo trợ cho các 13 trẻ em này ở nhà tình thương của anh để anh giúp cho các em đi ăn học và lớn lên thành người. Thì xin có thể chia sẻ thêm một những cái hoạt động của anh ở Việt Nam thêm. Dạ. Cũng như anh đã biết hồi nãy Minh Triển đã nói là Minh Triển có làm một cái nhà tình thương là nuôi cho mấy trẻ ăn học. Bây giờ mấy đứa trẻ đã xuống là được ở căn nhà đó và được học đàng hoàng mà học rất giỏi anh. Dạ. Ôi, dạ. Là một trường rất là đáng mừng phải không anh? Thì Minh Triển cũng xin chia sẻ là sau 10 năm hoạt động một cách cá nhân thì Minh Triển muốn bành trướng ra rộng lớn hơn. Dạ. Thì anh mới thành lập một cái hội tên tiếng Anh là The Vietnamese Disabled Orphans Fund. Cái hội này là có cả non-profit status. Và anh Minh Triển là president của cái hội này. Và cũng được biết là anh đã tổ chức 3 năm rồi làm fundraising. Và hình như là những lần tổ chức đó có một người Mỹ đã nói nếu mà mình thâu được bao nhiêu trong cái buổi tổ chức đó họ sẽ match 100% phải không anh? Dạ đúng anh. Dạ thì rất là quý là mỗi lần người Việt Nam mình đóng vô đồng là có người match cho đồng, thành ra đúng cái phần nó rất là lớn. Và năm nay cái chương trình gây quỹ hồi nãy anh nói năm nay đó là cũng như vậy, cũng anh Minh Triển được mời được 3 ca sĩ nổi tiếng ở trên Orange County là Nguyên Khang, Diễm Liên và Mai Thanh Sơn là ca sĩ của Asia. Và đặc biệt ban nhạc của anh Sĩ Dư xuống tham dự ngày 25 tháng 9. Và Minh Tuấn được biết cái chỗ đó chứa được 600 người mà bây giờ mà còn một tháng nữa mà anh Minh Triển đã bán trước được 50 bàn rồi. Tức là dân Senegal ủng hộ anh rất nhiều. Những quý vị khán giả nào ở quận Cam mà muốn đến để tham dự chương trình này thì có thể liên lạc ở số điện thoại nào thưa anh Minh Triển? Số điện thoại dưới này đã anh. Vậy anh xin đọc một vài số điện thoại mà quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức, như là Minh Triển đây, số là 619-808-8036, hay là Minh Tuấn ở số là 858-204-7895. Thì anh có thể nói thêm một chút xíu về những cái chương trình, những cái tiết mục nào mà sẽ được có những cái gì đặc biệt trong cái ngày hôm đó không thưa anh? Đặc biệt là cái show kỳ này là Minh Triển cũng như là anh vừa lặp lại là có một người Mỹ cũng muốn giúp cho cái hội là cho một số tiền tương đương với số tiền mà tất cả bạn bè ủng hộ cho ngày hôm đó. Là không cần biết bao nhiêu nhưng mà ông sẽ giúp cho hội, là một cái chỗ, cái việc mà Minh Triển rất là exciting. Đặc biệt là cái show của Minh Triển làm có ý nghĩa và cũng có uy tín rất nhiều năm. Cho nên ngoài cái chuyện mà sofa đã bán được trước 50 bàn là một cái điều rất là hiếm có ở Senegal. Và cũng có rất nhiều ca sĩ pro ở dưới Senegal cũng sẵn sàng volunteer hát để ủng hộ cho Minh Triển. Thấy cái dàn ca sĩ này rất nhiều.
Minh Tuấn là người lại sắp chương trình cho Minh Triển. Hôm trước nói Minh Triển phải để cho ca sĩ Nguyên Khai Diễm Liên rồi hát cho nhiều. Anh em mình tới mình chỉ giúp vui cái phần nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cho thấy là cái poster như vậy là có rất nhiều người ủng hộ anh Minh Triển. Tại vì công chuyện của anh làm là rất là quý giá và rất là đứng đắn, rất là đường hoàng. Như là Minh Tuấn sẵn sàng support anh trong cái chuyện này. Đó là một người ca sĩ mà hồi nãy anh Minh Tuấn cũng giới thiệu là anh Minh Tuấn đây cũng sẽ giúp vui cho chương trình ngày hôm đó. Thì anh Minh Tuấn là một người rất là nhiệt tình. Và những cái việc mà anh tham gia giúp đỡ cho câu lạc bộ tình nghệ sĩ thì anh lúc nào cũng đến ủng hộ cho những anh em những công việc như vậy. Dạ, Minh Tuấn là hát cái bài cuối cùng mà tại vì ban nhạc mệt rồi Minh Tuấn hát là bà con về hết đó, gọi là hát rất là ăn khách. Nói tức là vậy. Trước khi hát khách ngồi nhiều lắm, hát xong ăn không còn người nào hết. Hay là nói là Minh Tuấn hát thuyết một cuối thì người ta sẽ phải ở lại đến cuối chương trình để nghe Minh Tuấn hát đó chứ. Thì nói về cái chương trình này thì trong cái quá trình mà anh giúp đỡ những trẻ em hay là những công việc từ thiện ở Việt Nam như vậy thì anh có thể chia sẻ thêm với vị khán giả là anh có gặp những cái trở ngại, những cái khó khăn gì không? Và trong tương lai thì ngoài những cái chương trình như vậy anh có dự tính thêm gì không? Anh có thể xin anh chia sẻ với quý vị khán giả thôi anh. Dạ, cái khó khăn của Minh Triển là làm sao mà được tội nguyện của mình đúng, mình được giúp được nhiều người. Nhưng mà hiện tại thì Minh Triển cảm thấy so far so good là coi như là làm theo cái phạm vi khả năng nào mà mình có được trong tay. Và cũng hy vọng trong tương lai một ngày gần đây là cái mọi người sẽ nhìn thấy những cái gì Minh Triển đã làm thì Minh Triển hy vọng sẽ đóng góp nhiều hơn. Và đặc biệt trong cái video clip hồi nãy mình chiếu đó, có một người rất là nổi tiếng ở Senegal, đó là anh MC Đoàn Thanh. Là cái người đã từng sinh hoạt ở dưới cộng đồng người Việt Senegal rất nhiều năm. Anh cũng đã từng sinh hoạt trong hội cựu quân nhân cũng như hiệp hội, và một cái người rất là có uy tín đã đi theo anh đò anh Minh Triển cái show đó, và anh cũng nói chuyện anh Đoàn Thanh, anh Đoàn Thanh rất là impressed với cái hội của anh Minh Triển, và cũng trong cái clip đó có chiếu anh Đoàn Thanh trong đó. Người là rất nổi tiếng ở cộng đồng Senegal. Thì kính thưa quý vị khán giả, thì để cho tạo bầu không khí thân thương cho buổi tâm tình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà có lẽ có nhiều người cũng đã nghe đến, đó là nhạc phẩm Em Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tuấn và nhạc sĩ Nguyên Phan. Đây là một bản nhạc rất là hay và được sự ủng hộ của rất là nhiều khán giả. Thì bên này nói về những kỷ niệm của những mái trường như là trường Trưng Vương, trường Gia Long. Có thể anh Minh Tuấn giới thiệu thêm một chút xíu về người ca sĩ sẽ trình bày và này. Và đặc biệt đó là câu bộ tình nghệ sĩ và chúng ta rất là làm hân hạnh có hai người rất là có tài. Mà một người đó là chị Như Ngọc Hoa là mình đã phỏng vấn hôm kỳ rồi Chị có nhắc tới là phu quân của chị là anh Cẩm Sa rất thích bài Em Sài Gòn. Là bữa nay rất là hân hạnh được mời anh Cẩm Sa lên đây để trình bày nhạc phẩm đó. Anh Cẩm Sa là một người ca sĩ rất là nổi tiếng ở Senegal, nhưng mà đặc biệt anh cũng là một người gọi là hải quân. Mà anh cũng là từng là cựu hội trưởng của Hội Hải quân Hàng hải Việt Nam Senegal. Anh rất là active trong cộng đồng Việt Nam. Rất là hân hạnh được anh Cẩm Sa hát nhạc phẩm Em Sài Gòn của nhạc sĩ Nguyên Phan và Minh Tuấn. Xin kính mời quý vị đón nghe. Trước khi gửi bài hát đến quý vị khán giả thì một lần nữa thì anh Minh Tuấn và Cam Minh Hưng cảm ơn anh ca sĩ Minh Triển đã đến với chương trình ngày hôm nay để gửi những lời chia sẻ tâm tình về những việc làm của anh. Và câu lạc bộ tình nghệ sĩ Thoát Sâu, các tất cả anh em sẽ rất là ủng hộ anh, và mình chúc anh và tất cả ban tổ chức với những cái nhiệt tình như vậy sẽ có một cái chương trình gây quỹ rất là thành công. Thì để kết thúc chương trình, xin mời anh gửi một lời chào đến quý vị khán giả thưa anh. Trước tiên thì Minh Triển xin cảm ơn anh Cam Minh Hưng, và cảm ơn anh Tuấn đã tạo có một cơ hội rất là đặc biệt cho Minh Triển ngồi đây hôm nay để mà được hai anh phỏng vấn, cũng như là cho quý vị khán thính giả của Global TV. Minh Triển xin kêu gọi tất cả quý vị khán thính giả ủng hộ và cho Minh Triển, để Minh Triển có một cái power, có một cái động lực để lo cho những đứa bé bất hạnh. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Em Sài Gòn. Sau đó, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình để chúng tôi tiếp tục phỏng vấn một người thành viên khác rất đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Sài Gòn một thời để nhớ để yêu,
Sài Gòn một thời hoa bướm nên thơ. Em ra lòng mặc buồn sầu vương màu áo, em trưng vương một chiều áo trắng thơ ngây. Em Sài Gòn một trời đêm lá thu rơi, em Sài Gòn một trời hồng nắng thu phai. Nghe cô đơn thấy lòng buồn thương sầu nhớ, nghe xôn xao kỷ niệm thắp sáng trăng sao. Em Sài Gòn bây giờ dạt trôi nơi đâu, em Sài Gòn bây giờ còn mãi cách xa, hay nay em đã bước qua cầu để lại sông xưa giọt nắng phai màu, để lại sân trường một thời xanh tối mộng mơ. Em Sài Gòn một thời áo tím ra lòng, em Sài Gòn một thời áo trắng trưng vương. Nghe trong tim tiếng cuộc tình xưa đã mất, nghe nỗi buồn sầu hoang vắng rụng rời. Trời đêm lá thu rơi, em Sài Gòn một trời hồng nắng thu phai. Nghe cô đơn thấy lòng buồn thương sầu nhớ, nghe xôn xao kỷ niệm thắp sáng trăng sao. Sài Gòn bây giờ dạt trôi nơi đâu, em Sài Gòn bây giờ còn mãi cách xa, hay nay em đã bước qua cầu để lại sông xưa giọt nắng phai màu, để lại sân trường thời xanh tối mong mơ. Em Sài Gòn một thời áo tím ra lòng, em Sài Gòn một thời áo trắng trưng vương. Nghe trong tim tiếng cuộc tình xưa đã mất, nghe nỗi buồn sầu hoang vắng rụng rời. Nghe trong tim tiếng cuộc tình xưa đã mất, nghe nỗi buồn sầu hoang vắng rụng rời. Nghe trong tim tiếng cuộc tình xưa đã mất, nghe nỗi buồn sầu hoang. Người sinh từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm vẫn hiên, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Cảm ơn quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Em Sài Gòn qua tiếng hát rất ngọt ngào truyền cảm của ca sĩ Cẩm Sa.
Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa trước đây trong những chương trình trước, là mục đích của câu lạc bộ tình nghệ sĩ chúng tôi lần lượt giới thiệu những tài năng trong tất cả các lĩnh vực âm nhạc, văn học, nghệ thuật. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được chào đón người thành viên mới của câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Anh có một quá trình hoạt động văn nghệ cũng rất là lâu, được nổi tiếng, ngoài là tài là một thi ca, anh còn là một người MC rất nổi tiếng. Thì xin mời anh Vũ Hùng gửi lời chào đến quý vị khán giả ngày hôm nay, thưa anh. Vũ Hùng xin được trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Global TV. Yeah. Xin được chào Cao Minh Hưng, một người bạn trẻ mà Vũ Hùng mới biết. Và cũng xin chào anh Tuấn. Cũng đã biết anh được nhiều lần khi mà lên San Diego để hát. Kính thưa quý vị, anh Vũ Hùng không hẳn là chỉ nổi tiếng ở Orange County không thôi, mà anh Vũ Hùng ở xuống San Diego cũng rất là nổi tiếng. Mình cũng có dịp thưởng thức, anh là một nhạc sĩ sáng tác những nhạc phẩm rất là hay, một ca sĩ, là một MC, một người gọi là văn võ song toàn. Rất là hân hạnh được tiếp chuyện anh ngày hôm nay. Anh Minh Tuấn và quý vị khán giả thì được biết là anh Vũ Hùng cũng có cho xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, thì rất là đông anh em trong gia đình của anh Vũ Hùng. Như là chúng ta biết nghe là nghe nhạc sĩ là như là Dino Phạm Hoàng Dũng phải không anh? Tức là cái rồi, bài Hãy cho tôi nụ cười người ơi đó. Hãy cho tôi. Rồi ca sĩ Hằng Nga. Thanh Hiền. Thanh Hiền. Thì xuất thân từ một gia đình rất là đông anh em nghệ sĩ như vậy, thì anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả là chắc là bố mẹ của anh hay là những người thân trong gia đình của anh đã xuất thân cũng là một cái gọi là con nồi trong gia đình nghệ sĩ phải không anh? Là kính thưa quý vị khán giả của đài Global TV, thưa hai bạn, Vũ Hùng được sinh ra trong một gia đình mà có thể nói rằng là 10 anh em thì người nào cũng biết hát cả. Dạ, hát cũng hay hết à? Hát hay thì không biết, còn tùy theo các đối tượng nữa. Nhưng mà thì được lãnh nhận được những cái hoài bão cũng như là những cái tài năng của bố mẹ. Nhất là bố Vũ Hùng thì cũng có một giọng hát cũng khá. Hồi xưa khi mà còn chiến đấu với lại chống Pháp đó, thì ông cụ cũng ở trong cái ban văn nghệ của thanh niên, ông cũng đóng kịch rồi cũng hát. Thì sau này khi mà đẻ ra 10 người con thì người nào cũng có giọng hát, không hay lắm nhưng mà cũng có thể người ta có thể nghe, người ta chấp nhận được. Như vậy anh em có bao giờ lập ra một cái chương trình gì đó mà tất cả những anh em chị em sinh hoạt chung một trong cái chương trình trước đây? Rất tiếc là bởi vì mỗi người đeo đuổi một cái hoàn cảnh khác biệt. Anh thì là anh mới qua năm 96 thôi, cho nên là mình qua kể ra thì cũng hơi trễ. Chứ mà nếu như mà mình qua cùng với các em vào năm 75 á, thì bây giờ mình nổi hơn nhiều lắm không anh? Cái đó thì cũng không có biết được. Không sao, em nói giùm cho anh được. Tuy nhiên bởi vì máu văn nghệ nó tràn trề trong tâm lòng, trong tâm hồn mình, cho nên là khi mà qua đây thì anh cũng đã bắt tay vào để sinh hoạt với ban tủ ca của anh nhạc sĩ Xuân Điềm. Sau này thì được biết Cao Minh Hưng trong tình nghệ sĩ thì anh cũng ghi danh để mà được sinh hoạt với tất cả các bạn cho nó vui. Bởi vì anh nghĩ rằng trong cuộc đời, nhất là ở bên Mỹ này, nếu mà chúng ta cứ cắm cụi vào trong những công việc hàng ngày thì rất dễ bị stress. Do đó bây giờ anh muốn cân bằng cái đời sống giữa đời sống xã hội và đời sống văn nghệ, mình phục vụ cho đồng bào, thì cái tinh thần của mình nó sẽ được, có nghĩa là nó được rất bão hòa. Do đó mà mình sống vui hơn, sống trẻ hơn. Và nhất là cho đến khi nào mình không còn hát được nữa thì lúc bây giờ mình mới chấm dứt thôi. Thì nói về cái lòng của anh nói về phục vụ tha nhân, thì nói đến cái hoài bão của anh nhạc sĩ Vũ Hùng, thì với anh Minh Tuấn chắc cũng có dịp để nghe là ngoài những cái dòng nhạc về quê hương thì anh có sáng tác rất là nhiều bài hát cho quê hương, như là một dòng nhạc đấu tranh. Thì anh có thể chia sẻ thêm là cái lý do, cái động cơ nào thôi thúc anh sáng tác những bài nhạc rất là hùng tráng như vậy không thưa anh? Tức là trước khi đó thì Tuấn đã nghe những cái nhạc tình, nhạc, dạ, nhạc tình ca của anh rất là hay. Nhạc đạo, anh đã có nhạc đạo nữa rồi, bây giờ anh lại xuất ra nhạc hùng ca nữa. Hồi nãy em nói là văn võ song toàn là chắc là... Thế anh có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả thưa anh? Vũ Hùng cũng đã ra cái CD 11 bài với chủ đề là Cờ Vàng Lộng Gió Tung Bay. Thì cái bài Cờ Vàng Lộng Gió Tung Bay đã được hát trước trụ sở Quốc hội Mỹ với một rừng cờ
khoảng chừng 4-5 ngàn người Việt Nam biểu tình trước Quốc hội Mỹ. Và anh cũng đã trình bày bài Cờ vàng lộng gió tung bay. Đây là một sáng tác khi mà một buổi sáng đi chợ cuối tuần thì anh thấy trên các đường ở Bô Sa đó rập bóng cờ tung bay, tự nhiên lòng mình cảm thấy phơi phới lạ lùng. Và đó là những cái đầu tiên là những cái hưng phấn để mà mình sáng tác cái bài đó. Thì trong đó có cả tất cả 11 bài. Hùng ca có một bài viết về cho cha Lý, lấy tên là Bất Khuất, và viết cho những người khi mà đi thăm bố ở trong các trại tù, nhất là sau năm 75 ở ngoài Bắc đó. Thì có một bài là lần đầu đi thăm ba, hoặc là kêu gọi sự đoàn kết của mọi người, đoàn kết là sức mạnh. Nói chung là thì trong 11 bài đó thì anh cũng rất là vui, bởi rất vì nhiều mình tâm huyết trong đầy. Và đúng rồi, thì chính là mình đóng những góp cái tựa của những cái bài nhạc trong cái CD này, có thể quý vị cũng đoán được phần nào cái những cái tâm huyết mà anh đã bỏ vào đây, như là như anh bài nhạc lần đầu đi thăm ba của anh Vũ Hùng vừa mới trình bày, hay là Thương Nhớ Thủ Đô Sài Gòn, Thay Tiếng Dân Oan, hay là Tự Do Nhân Quyền Cho Việt Nam. Thì nghĩa là với một cái CD như vậy, trong cái hoàn cảnh đất nước hiện nay thì rất là thích hợp với những tiếng hát như là anh có nói là như chị Khánh Vân, chị Thu Liễu, Lan Hương, Xuân Thanh, và của anh Vũ Hùng cũng như anh Xuân Điềm. Thì xin anh có thể cho biết nữa là trong cái tương lai thì anh có dự định ngoài những băng nhạc, những cái CD như vậy, anh có dự định những cái gì không? Thế anh như vậy cảm ơn về câu hỏi của em. Thứ hai bạn là anh đang cho làm hòa âm 10 bài tình ca. 10 bài tình ca. Và tình cờ thì anh gặp chị Lê Anh Thi, là một người viết nhạc và viết làm thơ ở trong cái gì gọi đàn đó hả? Các bạn nhớ nhóm gọi đàn. Nhóm gọi đàn đó. Thì chị có đưa cho anh 3 bài thơ và anh đã phổ. Thì những bài đó chị rất là thích và rất hài lòng. Chị nói rằng là Hùng cố gắng làm 5 bài, xong rồi 5 bài của Hùng nữa thì là chị sẽ ra một cái CD. Thì cũng đó là một cái niềm vui mà anh đang đeo đuổi. Thì anh đã làm xong cái CD 10 bài tình ca rồi. Hay có dịp sau khi xong thì anh cũng sẽ được hân hạnh để được giới thiệu với tất cả quý khán thính giả, đặc biệt là thính giả của đài Global TV. Cái CD này bài nào mà anh thích nhất mà anh có thể là hát cho tụi em nghe? Bên nhân đây hôm nay có mặt anh như anh Phương nói, thì anh có thể trình bày một bản nhạc gửi đến quý vị khán giả không? Rất là hân hạnh, kính thưa tất cả quý khán thính giả, hôm nay Vũ Hùng muốn được trình bày bài hát Tổ Quốc Ơi Chúng Con Đây. Đây là một lời kêu gọi của tất cả mọi người, nhất là đất nước của chúng ta đang bị Trung Quốc nó giày xéo bằng nhiều hình thức, và nhà cầm quyền của chúng ta thì quá ư là nhút nhát và hèn nhát. Người dân đi biểu tình tại Hà Nội và tại Sài Gòn để mà phản đối việc Trung Quốc xâm lấn biển, bắt bớ tất cả các thuyền ngư phủ của chúng ta. Thế mà nhà cầm quyền thì vẫn làm lơ. Khi người dân đứng lên để biểu tình để đòi lại cái quyền tự do và nhân quyền, đòi lại vùng biển khơi đã bị chúng cưỡng đoạt, thì nhà cầm quyền Việt Nam lại bắt bớ. Đây là một cái hành động anh cho rằng quá sức là nhút nhát và hèn nhát. Vì lý do đó mà hôm nay anh muốn được trình bày bài hát này Tổ Quốc Ơi Chúng Con Đây, để vẫn kêu gọi tất cả người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy đứng lên bằng mọi hình thức để mà đòi hỏi cho được tự do và nhân quyền, nhất là gióng lên tiếng nói để cho Trung Quốc đừng có nghĩ rằng đất nước của chúng ta nhỏ bé. Mặc dù 1.000 năm đô hộ của giặc Tàu, nhưng mà cha ông của chúng ta vẫn cương quyết, vẫn quyết liệt, dù phải chết phải hy sinh để đuổi được bọn Trung Quốc. Đó là ý nghĩa của bài hát mà anh muốn được trình bày ngày hôm nay. Anh cảm ơn thấy là một người MC là có khác. Khi mà nói mà tâm huyết của mình là giọng rất là hùng hồn. Anh quên nói như vậy nên sắp sửa đi biểu tình tới nơi rồi. Đó là cái đặc biệt, cái hay của người MC. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Vũ Hùng đã chia sẻ những lời tâm huyết rất là hùng khí.
Và cảm ơn anh, thì như là nhạc sĩ Anh Bằng cũng là người sáng lập của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, cũng đã thường kêu gọi những anh chị em trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ là ngoài những dòng nhạc sáng tác đấu chất về quê hương, về tình ca, thì trong cái hiện tình của đất nước hiện nay thì nhà chú cũng khuyến khích tất cả anh chị em ca nhạc sĩ thì sáng tác những bản nhạc đấu tranh như vậy. Thì trước khi mà chúng tôi gửi đến tất cả quý vị khán giả bản nhạc Tổ quốc ơi chúng con đây với sự trình bày của ca sĩ Vũ Hùng, thì rất cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay để những gửi những tâm tình của anh đến quý vị khán giả. Thì để kết thúc chương trình, xin mình gửi lời chào đến quý vị khán giả thưa anh. Vũ Hùng xin được rất là hân hạnh được lần đầu tiên nói chuyện với tất cả quý khán giả của đài Global TV. Cảm ơn hai bạn đã cho anh một cơ hội để được gần gũi với lại khán thính giả, và xin được trân trọng kính chào quý khán thính giả, và xin quý vị đón nhận bài hát Chúng Con Đây như một nỗi niềm riêng hôm nay được trình bày với tất cả quý vị, và ước mong sao cái tinh thần bất khuất của người dân Việt, mặc dầu chúng ta sống ở hải ngoại nhưng vẫn còn tồn tại và vẫn còn cháy bừng lên để chúng ta giữ vững bờ cõi biên cương của chúng ta, phải không Tuấn? Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả của đài Global TV đã theo dõi chương trình. Rất cảm ơn anh Vũ Hùng đã tới chia sẻ với chúng em. Và như quý vị đã biết, nhạc đấu tranh thì ông chủ tịch của chúng ta đây hay là ông hội trưởng của câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng là một người sáng tác đủ loại nhạc như anh Vũ Hùng, từ nhạc tình ca tới nhạc đấu tranh. Những ban nhạc của anh Cao Minh Hưng cũng rất là nổi tiếng thời nay. Rất là vinh hạnh được cộng tác với anh Hưng trong những cái chương trình này. Cảm ơn lời giới thiệu của anh. Một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong những giây phút vừa qua. Thì tất cả những thắc mắc, những ý kiến đóng góp, điện thoại chúng tôi là số là 714-403-9315, và có thể vào trang website của chúng tôi là câu lạc bộ tình nghệ sĩ.com. Chương trình chúng tôi được phát hàng tuần vào thứ Bảy lúc 7 giờ tối và Chủ nhật vào lúc 11 giờ tối. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Đã bao năm con sống xa người, Tổ quốc ơi, đến hôm nay lòng vẫn chưa nguôi. Nghìn chung xa cách biết đâu bờ bên, kỷ niệm thương mến vẫn in hằn vết trong trái tim con. Tổ quốc ơi, lũ vong nô chia cắt quê mẹ. Tổ quốc ơi, đám vinh thần nhượng đất quê cha. Người người đói rét sống trong nghèo khó, vì giò công ly lấy đâu mà có, ơi hỡi quê hương. Tổ quốc ngày xưa đình ly lê trần, cùng muôn triệu dân đập tan ngoài xâm giữ vững sơn hà. Tổ quốc ngày nay làng xoay bao quyền, lòng dân đào điên khổ đau triền miên, ơi Tổ quốc ơi. Tổ quốc ơi, chúng con đây thao thức đêm ngày, cùng tiến lên quyết sông pha giải phóng quê ta. Toàn dân cương quyết đấu tranh liều chết, đòi lại quyền sống ấm no hạnh phúc cho con cháu mai sau.
Tổ quốc ơi, đã bao năm con sống xa người. Tổ quốc ơi, đến hôm nay lòng vẫn chưa nguôi. Nghìn chung xa cách biết đâu bờ bên, kỷ niệm thương mến vẫn in hằn vết trong trái tim con. Tổ quốc ơi, lũ vong nô chia cắt quê mẹ. Tổ quốc ơi, đám vinh thần nhượng đất quê cha. Người người đói rét sống trong nghèo khó, để dò công lý lấy đâu mà có, ơi hỡi quê hương. Tổ quốc ngày xưa đình lý lê trần, cùng muôn triệu dân đập tan ngoài xâm giữ vững sơn hà. Tổ quốc ngày nay làng xoay bao quyền, lòng dân đào điên khổ đau triền miên, ơi tổ quốc ơi. Tổ quốc ơi, chúng con đây thao thức đêm ngày, cùng tiến lên quyết sông pha giải phóng quê ta. Toàn dân cương quyết đấu tranh liều chết, đòi lại quyền sống ấm no hạnh phúc cho con cháu mai sau. Toàn dân cương quyết đấu tranh liều chết, đòi lại quyền sống ấm no hạnh phúc cho con cháu mai sau.